Chắc là nó đưa đưa cái chân mình cho nó đẩy qua coi. Dạ, bên kênh YouTube của Huế Việt Nam ngày nay xin trân trọng kính chào quý bà con xa gần, quý vị và các bạn. Dạ, kính thưa bà con, bên đang ở trên cầu Tân Xuân Lai, nhìn xuống một nhánh của sông Bồ tại làng Tân Xuân Lai. Khu vực này bên thấy đang bạc ngát là nước luôn, nhiều nhà bà con đang ngập vào sân vào nhà rồi. Xa xa phía ngoài đường trước nhà của bà con cũng đã chúng ta thấy ngập toàn tuyến. Cạnh vườn tược nhà cửa của bà con, giàn cây, hàng cau, chanh chuối vân vân bị ngập cả bà con này. Xa xa kia nước đã vào nhà rồi này, phía sau là chuồng cài này cũng bị ngập luôn. Bây giờ là gần trưa ngày mùng 2 tháng 12 năm 2023. Như vậy là Huế vừa trải qua một cái trận lũ lụt cách đây không lâu, chỉ tầm nửa tháng thôi. Đỉnh lũ của ngày 15 tháng 11 năm 2023. Bây giờ lại lụt lại. Nước lên xuống nhịp nhịp làm cho bà con cũng khá là vất vả. Chú đi vào xóm cho con đi một chút cho chú. Đi vào đó đó con quay tí đó con lội bộ ra cũng được. Nhà cửa của bà con. Ở đây mình là làng Tân Xuân Lai. Dạ. Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ. Khu vực này có vẻ ngập sâu ha. Dạ. Đây Quảng Thọ 1. Bà con nói giờ đi vào trong kia đi ghé cả. Chắc là lội không được đâu. Thôi kìa, bên lội khi nào không được rồi hay. Cho quần ướt luôn. Đồ nghề của bà con này, làm nghề sửa tivi điện tử này. Liêu lội à anh? Trong kia ngập sâu hơn đấy không? À. Đợt lũ trước nha, bên đây ngập ngang mua à? À được hả? Ghê, vô trong nhà luôn. Được, chúng ta thấy may là trời không mưa, có nắng nhẹ, nhưng mà bên lội như thế này cảm giác cũng lành chân là bà con. Khu vực làng Tân Xuân Lai này cách thành phố Huế tầm cỡ 15 km, về hướng bắc. Cây cảnh của bà con bây giờ ngập trong nước nhiều rồi. Ở đây nhà của bà con hay chưa, làm cái hệ thống đập chặn nước. Nước ở bên ngoài và bên trong chênh lệch nhau hơn cả nửa mét luôn bà con ạ. Rất là hay. Tường chặn chung quanh luôn. Lục lại lục. Răng mạc không? Thằng nhỏ thích chưa? Rồi ngoài kia cấm đường rồi, không đi được rồi. Nước bị vô nhà chưa ô? Nước bị vô nhà chưa mẹ? Dạ. À, con tí được vô nhà này. Hồi này còn lên đây à?
À, khi hồi có vô gần vô nhà lớn luôn. Dạ. Giờ có hạ rồi. Ra chưa chuẩn đấy, xuống Dạ. bây giờ xuống tròn đấy, Dạ. lâu bây giờ xuống tròn với chồng thấp nhất nổi. Dạ. Rồi mẹ ở đây với ai? Chắc rồi ạ. À, ở một mình thôi à? Rồi bây giờ ăn uống sao mẹ? Thì cứ mỗi nợ đợi để ăn, cứ mỗi lần ăn hai lần đấy, nợ bây giờ Dạ. ăn 3 ngày, ăn cả ngày nữa. Rồi con cái bây giờ mới hết. Không có con. À, không có con. Ông Mẹ ở một mình thôi. dạ. Ông đi lâu rồi. Em 1 năm rồi. 1 năm rồi. Dạ. Dạ. Rồi tranh thủ lúc nước xuống mày mày dọn dẹp. Con đi dọn đó nè, con quàng À, nhé, mày con ở quàng bên nhé. cạnh á, bên quảng gần nhà mẹ á, o giúp. Như vậy mẹ cũng rất là tội thương bà con. Dạ. Bà con có phần quà ủng hộ mẹ dạ trồng trọt với lũ lụt. Mua thêm mì tôm gạo dự trữ mẹ ha. Dạ. Ôi trời, mày đến nhau vui chưa? Sở thích kỷ niệm một thời của Bình Lượng. Nước giờ chạy cũng rất xiết. Bây giờ chúng ta thấy lối đi đã bị chặn lại rồi. Ồ, xa xa cũng đã bơi ghe trên đường rồi bà con. Tại ra ngập sâu ghê. Đâu xa nữa bên thấy bà con lồi gần ngang rộng luôn. Đây là khu vực chợ Quảng Thọ đây bà con. Cái tuyến đường này đi về một đoạn nữa chúng ta sẽ về xỉa chợ Quảng Thọ ở bên này, xã Quảng Thọ đấy. Quảng Thọ coi như thất thủ. Nhìn vào nhà của bà con, nước đã vào hiên rồi, chỉ còn 2 phân nữa sẽ ngập nhà. Bị ngập nhà chưa? Ồ, tí nữa ấy. Ấy. À, chưa được hạ đó hả? À, rất là may, nghe bà con thông tin là nước giờ bắt đầu hạ rồi. À, đúng rồi, cái chiều nước đổ ra có nghĩa là ngưng xả lũ. Một cái hàng quán vẫn đang còn hoạt động được. Bên đây chắc là bị ngập rồi. Dạ. Đây trước chợ Quảng Thọ luôn bà con. Nhà của bà con đây này. Quảng này. Xa xa kia làng này. Ô, có nhiều nhà nước ngập lụt hàng rào luôn bà con ạ. Xa xa này. Hàng quán này, rít cà phê này, ngập cả rồi này. Giờ chưa là rít nước lũ chứ không phải là rít cà phê nữa rồi. Trời Quảng Thọ có ăn xa này. Tranh thủ trộn đồ lên cao này, kế trên cả cái thùng sơn, trên cả cái giàn. Cả ba cặp do đẹp này. Chân dài này. Quảng đi mình làm lĩnh vực gì đó chị hả? À, còn máy. Ồ, luộc cá. Giờ chắc cũng phải 20 phân. Ừ. Có thiệt hà chứ không? À, ướp vải. À, cái hồ chắc cũng phải gần nửa mét đó hả? À, được được, đừng ngang đuôi luôn.
lên đi, nước vừa ra này. Ô đâu kia sâu chưa, mấy đứa lôi chơi. Mình mong bạc ngạc là nước. Nước chảy cũng rất là mạnh. Chờ quảng xã của bà con này, nước chảy tượng trưng như là trôi quảng. Hai bên chân lệch nhau phải hơn nửa mét đây, bên này và bên này. Chờ là nó đưa cái đằng mình cho nó đẩy bà con. Kính quảng chờ tại cái vùng đi ngập sâu kia bà con ạ, nhiều cái quảng bị ngập. Nhà cửa bà con cũng bị ngập. Ồ, nó đầy dữ. Qua đây đỡ chạy rồi. Bà con thậm chí dùng cả cái tấm chắn để ngăn cái dòng chảy đập vào luôn. Đập vào nhà. Cạnh trôi đồ đạc. Quá xiết. Rất là nguy hiểm. Trời ơi, chạy đây. Chắc có lẽ không lội được rồi thôi. Bà con giăng dây không cho đi luôn. Rồi mà cũng có một số người đang lội. Được rồi đấy, chân lịch dữ ta. Trời ơi, đang chạy. Đẩy mình trôi luôn bà con. Nguy hiểm như sơ. Quảng xã Vương Tược. Mình cố lội qua cho được cái đoạn này. Nhưng mà chiều rồi bà con cứ đi vào. Sau kia sâu quá. Để nhìn luôn cái đoạn này chúng ta thấy nhiều người lội tới rỗng luôn. Mình không qua được. Bây giờ thì ta lội lui thôi. Nhìn hai bên vào ngõ xóm của bà con bên thấy cùng ngập mênh mông. Lội ngược dòng như thế này tập cơ luôn bà con, cứ đuôi luôn.
Mấy à quân nam mới nữ rồi em. Nữ. Lâu lâu có luộc một lần. Bà con quý vị cũng bên đi tập thể dục luôn. Trời còn thò này. Trời không mưa mà chúng ta thấy nước dữ chứ. Quang hiệu quán ngập luôn quán và nhà dưới. Đoạn này càng có hai đứa nhỏ ra chơi ra vọc nước. Lội ngược dòng cho nó khỏe chân luôn. Quầy thuộc là Tây Mỹ Nhung. Được chạy xiếc thiệt. Lên được cái chỗ được càng cái nhà cái chân ấy bà con ạ. Bà con thấy Huệ cũng vất vả chứ. Cứ luộc khoai luộc mại. Thiệt hại mua mang rồi vật chất. Cuộc sống đi đạo lộn. Bà con không quên ủng hộ Huệ một like bà con ha. Subscribe, đăng ký. Nhớ chưa? Subscribe, đăng ký để cập nhật video mới đến kênh YouTube Huệ Vận Động Ngày Nay của mình. Đến đây thì mình xin cảm ơn bà con xây dựng quý vị và các bạn đã về thăm Huế. Cảm quan đây đó, tình hình cuộc sống, thời tiết, vân vân. Chúc bà con luôn mọi sự tốt đẹp, sức khỏe như ý. Xin được hẹn gặp lại bà con ở video tải lên sớm nhất tiếp theo. Không quên subscribe đăng ký bà con nhé, like cho video cũng như là chia sẻ video để người thân bạn bè để bà con về thăm quê hương. Xin hẹn gặp lại bà con, trân trọng.